kéo giãn số 4 ở tư thế nằm ngửa. Nằm ngửa. Cập đầu gối của chân cần kéo giãn. Bắt chéo chân này và đặt cổ chân ngay trên đầu gối của chân kia. Gập hàng chân kia bằng cách trượt gót chân về phía mông để nâng bàn chân cần kéo giãn lên bạn có thể cảm thấy căng ở mông của chân cần kéo giãn. Để tăng tiến, hãy đan các ngón tay của bạn vào sau đùi của chân lành và kéo đùi về phía bạn. Nhấc bàn chân lên khỏi mặt sàn. Giữ tư thế này khoảng 5 nhịp thở hoặc nhiều hơn. Bài tập này giúp làm mềm dẻo cơ mông, đặc biệt là cơ hình lê của bạn. Để kết thúc, hãy thở ra và từ từ hạ chân xuống. Trở về tư thế giữ thẳng chân. Thư giãn và lặp lại nếu cần thiết. Lặp lại với chân kia.